Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với mình. Và mình là Tiến. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một con máy đục của hãng Trang Aaron, một thương hiệu đến từ Đài Loan. Hãng này rất nổi tiếng bên Đài Loan nha mọi người. Thì hãng này á là nó sản xuất các máy móc công cụ hàng xuất đỉnh của châu Âu nha mọi người. Nếu mọi người có rảnh thì mọi người vô website trangiron.com.tw. Một hồi mình sẽ để cái thông tin bên dưới thì mọi người có thể vô đây và mọi người có thể coi được về cái hãng Trang Aaron này, nó rất là nổi tiếng bên Đài Loan. Đây ha, thì đây là một con máy đục của hãng Trang Aaron. Rồi, mình vừa quay xung quanh cho mọi người coi xong. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình giới thiệu về cái con máy này nó to và khủng long như thế nào nha, so với máy Nhật, máy đục của Nhật. Rồi, mình sẽ bắt đầu đây. Thì con này á nó có kích thước như sau. Nếu chúng ta tính từ dưới tính lên như thế này thì chiều cao của nó là 1m6, bề ngang mặt bàn tính là tính qua là nó được là 70. Còn nếu chúng ta tính bề ngang từ cái tay quay vô cái thân của nó là 1m2. Rồi thì con này được chạy điện bằng 380V 3 pha không qua biến thế. Đây là motor của nó. Công suất là 2 HP, công suất là 2 HP. Nhiệt độ của motor là 60 độ C. Và đây là cái tên của hãng Trang Aaron Watch. Mọi người có thể coi trên website của nó, một phần mình sẽ đưa lên. Rồi, thì con này được mình đã được làm lại bằng một cái bộ ben hơi như thế này. Thì cho nó nhanh hơn, thì đây là những cái tay quay. Đây là cái tay quay để chúng ta ra vô. Ra vô là cái tay quay này. Còn tay quay này là tay quay qua lại. Và tay quay ở đây là tay quay lên xuống. Thiết kế y chang hàng Đài Loan, không khác y. Thiết kế y chang hàng Nhật, không khác gì là hàng Nhật chính thống. Còn đây các bàn kẹp của hãng này, thì các bàn kẹp của hãng này nó sản xuất, nó có thể kẹp được cái mặt bàn là 28 phân nha mọi người, kẹp rất to. Còn đây là cái bộ ben hơi, mình đã làm lại để kẹp ben hơi tự động luôn. Đó, lý do mình làm cái bộ ben hơi này là làm gì? Vì cái motor con máy này nó lớn là 2 HP và các bàn kẹp đến 28 phân. Dạy gì chúng ta không làm một cái hệ thống ben hơi cho nó như thế này để chúng ta đục tự động không? Đúng không? Đó, đây cái gờ le để chúng ta chỉnh khoảng cách độ sâu mà chúng ta muốn khi chúng ta đục là sâu bao nhiêu, và chúng ta sẽ chỉnh theo cái gờ le này thì máy nó sẽ che theo đúng như cái yêu cầu của mình luôn. Đó. Đó. Còn đây phía sau của máy nè, mình nghĩ thiết kế không khác gì máy Nhật cả. Và cái trọng lượng con máy này nha, mình xin nhắc lại cái trọng lượng con máy này nó đến 260 kg. Còn đây là bộ kẹp để chúng ta có thể kẹp được mũi đục. Chúng ta có thể kẹp được mũi đục từ 6 cho đến 12. Hiện tại là mình đang lắp ghép cái mũi đục 12 luôn. Đây, còn đây là cái bộ phận hệ thống mình đã cải tiến mà làm cho máy. Nó có những chức năng. Đây là chức năng chạy motor. Đây là chức năng chạy motor. Rồi, ở đây là những công tắc bán tự động. Ở đây là cái cần điều khiển, nút điều khiển, chúng ta có thể chạy được tự động và bán tự động. Hai nút này là tự động. Đó, còn nút này chúng ta sẽ gạt qua phải là bán tự động. Đó, còn đây là tự động nè. Đó, mọi người thấy không? Tự động lên xuống. Đó. Tắt. Ta gạt qua phải, gạt qua trái là bán tự động bằng hai nút đen như thế này. Còn đó là motor. Bán tự động. Thay vì mình sẽ gạt bằng tay thì bây giờ mình chạy bằng ben hơi và bán tự động và tự động luôn. Đó, còn đây là tự động nè. Đó, mọi người thấy sướng ha. Tắt luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đục trên gỗ cho mọi người coi. Đó, mọi người thấy ha, ben hơi rất là sướng nha. Quay qua vô mọi thứ thao tác mình cảm nhận được con máy này nó như máy Nhật vậy đó mọi người, rất là nhàn. Đó, chúng ta sẽ đục thì mình sẽ cho chế độ là đục tự động. Mình sẽ cho đục sâu dưới xíu bằng cách là mình quay cái bàn ở dưới lên, quay bàn nâng cao bàn lên thì nó rất là khỏe. Hiện tại mình đang đục mũi là 1/2, motor là 2 HP. Con này á nó có một cái điểm yếu là khi máy hơi của mọi người không đủ áp thì nó sẽ xuống không
xuống không lẹ được. Thì nếu anh em nào mua máy này á, thì máy hơi của mọi người nó lớn thì nó được rất là thả đó ha, tục xuống liên tục. Ok, tắt xả bên hơi ra rồi chúng ta có gì, chúng ta đã có được một cái lỗ vuông rất là đẹp này, cái lỗ của máy mới đục xong. Ok, nói không hàng kém chất lượng, anh em có nhu cầu tư vấn xin liên hệ 268/73 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại tư vấn kỹ thuật 0911002465, tư vấn bán hàng 0707727860, website justsongo.com, kewdstone.com. Ngoài ra shop còn kinh doanh một số mặt hàng mũ kim khác như keo đánh gỗ WStone, dầu vệ sinh máy, lưỡi cưa, lưỡi bào và cảo dành cho ngành mộc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video lần này của shop. Xin chào và hẹn gặp lại.